cốp. Dạ thưa, là mỗi một hộ là một phần quà này và một vỉ trứng, một vỉ 5 cái trái trứng. Anh chị cứ để trước cửa nhà giúp em ạ. Rồi, cảm ơn các anh chị nhá. Rồi em cũng chào chị nhá. Tuấn Dương xin chào quý cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay. Kính chúc quý cô chú anh chị được nhiều sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Thưa quý cô chú anh chị và thưa các nhà hảo tâm, ngày hôm nay thì Tuấn Dương sẽ tiếp tục sử dụng cái số tiền của các cô chú anh chị ở Úc đã quyên góp gửi qua kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay để tặng những cái suất quà tới các khu vực đang bị cách ly. Thì thưa cô chú anh chị là ở cái khu vực này đó, ngày xưa là gia đình anh Quang, chị Diễm đã từng sinh sống ở khu vực quận 8. Thì anh chị có nhã ý là muốn tặng những cái bà con sống ở khu vực này, vì hiện nay cũng đang có rất là nhiều chỗ thì bị cách ly. Thì Tuấn Dương xin được cảm ơn các quý nhà hảo tâm mà anh vợ chồng anh Quang, chị Diễm làm đại diện đã gửi cái số tiền này tới để Tuấn Dương giúp đỡ những khu cách ly. Thì cái số lượng phần quà là 300 phần. Thì cái buổi hôm nay là buổi cuối cùng. Chân thành cảm ơn anh Quang, chị Diễm ủng hộ 500 đô, anh Hùng, chị Huệ 500, chị Thủy 300, Tuấn Quyên 200, anh Thọ, chị Trang 200, Tùng Huệ 200, anh Vũ 100, chị Ngân 100, chị Xuân 100, chị Thu 100, Hưng Hạnh 100, Diễm Tín 100, Hồng 100, Mai Anh 100, Vân 130, Yến Anh 70, Sớm 50, Hoa Thị 50, Nga 50, Long Nguyệt 50, Thanh Loan 50, Hằng Dầu 50, chị Lan 50, chị Hoa 50, chị Yên 50, Châu 50, chị Hằng 50, Nga Việt 20, Bảy Hương 20, Linh 20, Hồng Trương 50. Thì thưa cô bác anh chị, đây là danh sách những các cái nhà hảo tâm đã ủng hộ trong cái chương trình vừa qua. Và cái số lượng quà ngày hôm nay là khoảng là 100 phần và sẽ phát sẽ lát xíu thì xe sẽ chở đi sang bên quận 8. Thì một cái suất quà ngày hôm nay có nửa thùng mì. Cái này là 15 gói mì, vì bây giờ mì mua thì không có đủ nên là phải chia sớt mỗi hộ gia đình một chút. Cái mì này đó các bạn, chỉ cần chế nước sôi vô là chúng ta có thể ăn được thôi. Thì như hiện nay mình cũng đang ăn, mỗi buổi sáng là ăn một gói này là ok. Thì một phần quà gồm có là nửa thùng mì 15 gói và hai lon cá hộp, một chai nước tương, 5 trái trứng và 5 ký gạo. Và để thực hiện chương trình này thì Tuấn Dương cũng xin cảm ơn Ủy ban Nhân dân phường 8, Mặt trận Tổ quốc phường 8 và các cô chú anh chị tình nguyện viên đã giúp Tuấn Dương để thực hiện cái chương trình này. Thì thưa cô bác anh chị là
đối với mỗi một cái khu vực ấy, thì đều có danh sách các cái hộ dân. Thì ở đây là cái danh sách những các cái hộ bị ảnh hưởng, nhưng mà thực ra thì Tuấn Dương cũng không muốn là đôi khi cô bác anh chị cũng không có quan tâm đến cái này lắm, nhưng mà Tuấn Dương thì cũng thường là tới mỗi một cái khu thì đều có những cái danh sách. Ví dụ như ở đây là các cái hộ tên chủ hộ này, địa chỉ ở đây là 57C-1 Hưng Phú, rồi 57C-13A Hưng Phú. Nói chung là rất là nhiều các cái tên địa chỉ, rồi khu vực chợ Trần Văn Thành, từ được lập từ 1 cho tới 100. Thì những cái danh sách này là những cái hộ mà khó khăn, bị ảnh hưởng nặng bởi Covid. Thì thông thường đi đến tất cả các cái địa điểm nào thì cũng đều có cái danh sách này hết. Và mình thì cũng căn cứ theo cái danh sách này để chuẩn bị cái số lượng quà. Còn khi tới thì cần có cái sự hỗ trợ kết hợp của địa phương, chính quyền địa phương. Thường là có những nơi thì là chị chủ tịch mặt trận Tổ quốc, có những chỗ thì là phó chủ tịch, có những chỗ thì là khu phố, hoặc là các anh bên công an, dân phòng, rồi tổ trưởng tổ khu phố để cùng giúp đỡ thực hiện cái chương trình này. Tuấn Dương xin giải thích như vậy để các cô chú anh chị mình được biết. Và bây giờ thì mình sẽ đóng gói cái phần quà này lại để chuẩn bị lên xe rồi đi. Cho dầu đi. Này để bên này. Xếp mì gọn gàng vào. Trứng sẽ để bên ngoài nhá. Trứng để bên ngoài không nó bể. Con bỏ trứng ra ngoài để ông bỏ vô cho đủ. Đưa ông. Buộc lại đi con. Rồi, ok. Anh chị thì những cái suất quà đã được chuẩn bị 100 suất đây rồi. Và có cái đây là hôm nay thì có trứng, thì mỗi người sẽ là mỗi một suất quà sẽ là 5 trái trứng. Trứng lúc này cũng rất khó mua, giá của nó giờ thì nó lại tăng gấp đôi so với lúc trước. Mà thôi, cũng có mua được tới đâu thì hay tới đó. Bây giờ đồ đạc thì mua khó nên là cứ gom được cái gì thì giúp bà con cái đó. Thưa cô anh chị, bây giờ xe sẽ khởi hành để đi sang quận 8, khu vực cầu chữ Y tới đường Hưng Phú.
mặt trên đường Trần Hưng Đạo. Phía trước đang là ngã tư Trần Hưng Đạo cắt với Trần Bình Trọng. Đây, hướng này sẽ đi ra đại lộ Võ Văn Kiệt đó các bạn. Anh chị thì trong cái hẻm 57 đường Hưng Phú này theo danh sách là có tới 87 hộ đang bị cách ly, thì cái số lượng quà đang chuyển xuống. Vâng ạ, dạ vâng ạ, dạ rồi, dạ rồi.
Đây ở trong này thì có từng cụm một. Mỗi một cụm mấy chục hộ đấy thì các chú theo danh sách các chú sẽ gửi cho cái người quản lý ở phía bên trong nữa. Sát bên kia rồi. 56 rồi đó cô.
Thế chú cho con lại một bịch kia đi để 13 con ra ngoài, con đếm 13 cái cho nó đủ bên kia. Dạ rồi, người tiếp theo ạ. Rồi mời người tiếp theo. Người nào ra đại diện đi. Rồi, cảm ơn chị. Bây giờ nè, mấy chị nhận cước đi nha. Nhận cước đi mười mấy phần. Rồi, 17 phần. Lấy cái ghế ra đây, lấy cái ghế ra đây, để dưới đi. Rồi, cảm ơn chị. Rồi, được rồi, chị ơi. Rồi, chị nhận đi, chị. Dạ, được rồi, đây chị. Vâng. Chị nhận giúp em. Chị nhận giúp em đi ạ. Rồi, chú lại để trứng lên giùm con cho một phần vài. Rồi. Chị có cần đưa danh sách cho chú không? Rồi, chú giữ danh sách nhá. Đợi. Trong này người ta biết của ai của ai. Dạ vâng. Có gì con nhờ chú nhá, con còn đi điểm khác nữa. Dạ vâng, cảm ơn các chú. Dạ. Đây, thì những cái điểm này đã bàn giao theo cái danh sách từ trước để các cô chú ở đây sẽ phát giùm mình. Đây sẽ có xe rùa đẩy vô trong rồi sẽ theo cái danh sách là 87 hộ khu vực này sẽ phát luôn. Rồi bây giờ mình sẽ đi đến cái điểm khác. Rồi bây giờ Tuấn Dương sẽ đi sang cái điểm kế tiếp. Mọi việc ở đây thì nhờ các chú làm giúp nốt. Rồi cái điểm kế tiếp thì đâu đó nó ở phía đằng kia các bạn. Đây, cái điểm tiếp theo đây các bạn.
YouTube. Dạ thưa, là mỗi một hộ là một phần quà này và một vỉ trứng, một vỉ 5 cây trái trứng. Anh chị cứ để trước cửa nhà giúp em ạ. Rồi, cảm ơn các anh chị nhá. Rồi em cũng chào chị nhá. Vâng, anh chị một lần nữa thì Tuấn Dương xin chân thành cảm ơn các nhà hảo tâm, các tấm lòng vàng và tất cả các cô chú, anh chị tình nguyện viên đã đồng hành giúp đỡ để Tuấn Dương thực hiện chương trình này. Mong rằng tất cả hãy chung tay đoàn kết để cùng nhau vượt qua mùa dịch này. Hẹn gặp lại cô bác anh chị trong những video tiếp theo. Thank you.
chị Phương.